thưa quý vị mới đây trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng bị mất cổ vật ở khu di tích lịch sử đình la khê và đền kim giang khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang sau quá trình điều tra công an địa phương đã tiến hành bắt giữ và khởi tố hai đối tượng lẻn vào đột nhập lấy các cổ vật này Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Công an quận Hà Đông thông tin, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Anh, sinh năm 1971, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1959, có một tiền án 15 năm tù về tội cướp tài sản, đang tạm trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 13 tháng 11, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của đại diện Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Đình La Khê về việc bị kẻ gian đột nhập lấy cắp đồ vật. Đây là lần thứ hai khu di tích bị mất cổ vật. Trước đó, ngày 9 tháng 10, một chiếc đỉnh đồng tại di tích đã bị mất trộm. Khẩn trương truy xét ngày 15 tháng 11, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với cặp đôi Tạ Phương Anh và Nguyễn Văn Quyết. Tại cơ quan công an, cặp đôi khai nhận ngoài hai vụ đột nhập trộm đồ thờ tại khu di tích lịch sử đình La Khê còn chót lọt hai vụ trộm khác. Cụ thể ngày 5 tháng 10, Phương Anh đến đền Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai lấy cắp được một chiếc đỉnh đồng. Ngày 10 tháng 10, Phương Anh đến chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai lấy cắp được một chiếc ban hương. Đồ vật lấy được, Phương Anh và Văn Quyết mang bán ở khu vực chợ đồ cũ ở đền Lừ, quận Hoàng Mai. Quá trình điều tra, công an quận Hà Đông đã thu hồi một số tăng vật vụ án. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.